Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em thì không có biết con mạng méo gì đó mà các bà Việt Kiều ở bên Mỹ bà học lỏi của thầy ở bên trên mạng á, các bà nói là tại sao nhà cô ở gần nhà ông thầy Dương Quang Châu mà cô không qua học, nói đâu có biết đâu, cái nói thầy về chị đọc cái địa chỉ đi, cái đọc địa chỉ xong rồi ghi vào là đi tìm nhà thầy trước một bữa sau mới điện thoại cho hỏi cô nói là cái đầu tuần thứ hai là tới đây học. Từ ngày em học đến giờ là ở bên đó cái điện về 3-4 chập. Hỏi là có đi học không hay là hạ tiện tiền. Hạ tiền tiền chết cũng vậy thôi, đi học đi rồi tự cứu mình. Cái là em đi học thì vào thì em cũng bị gai cột sống đó. Thoát địa điểm mà bệnh viện Thống Nhất là đòi mổ là 15 triệu một cái đầu gối mà em không có làm. Em trốn em ở nhà muốn thuốc rồi này nọ, em trông cứu mà cũng không bớt. Thì em nghe cái thầy ở đây tới thì bữa nay em chữa là em thấy người em rất là thoải mái, yêu đời, phấn khởi. Mày vô lớp học thì gặp các bạn cũng nhiệt tình, vui vẻ, cô giảng cũng nhiệt tình. Em cũng cố tiếp thu để nghe, để nhớ, để chữa cho mình. Và ai có bệnh hoạn thì mình chữa lại cho người đó, cho nó lấy công đức thì cho nó vui thôi. Nhưng mà phải nói rằng là cô giáo rất là nhiệt tình, giảng tới giảng lui để cho hiểu. Thì nói chung là tôi cũng học một khóa trước rồi nhưng mà không nhớ, xin học khóa này rồi xin học khóa nâng cao luôn cho nó biết. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Lệ Dân ở Long An, tại con nhỏ em nó bị điếc á, rồi em cái chân á là khô chất nhờn, mà chích một lần á là mấy năm trước là chích 6 triệu, rồi mới có nay có mấy tháng là chích hết rồi, cũng về tiền thuốc mà với lại tiền chích á, một lần là 2,5 triệu mà 3 lần là 7,5 triệu rồi uống thuốc nữa. Thì bữa nay nó mới đi được nhưng mà nó cũng còn đau. Rồi thấy mở trên mạng á, thấy của thầy Dương Quang Châu á, thấy hay quá. Rồi ở nhà em nó cũng bệnh á, nó thôi về chị đi học đi rằng về chữa cho gia đình. Em nói em hy vọng là nếu mà em học sau này được tiếp thu được bài vở tốt thì em sẽ giúp đỡ gia đình, và có khả năng nữa thì có giúp đỡ những người mà có cùng cảnh ngộ. Rồi, cảm ơn thầy. Đi tới đi luôn kìa, nghe sao rồi? Đưa đi thẳng. Nhẹ. Bây giờ chị đứng lên ngồi xuống được không? Biết nữa. Ôi nó. Ây dạ. Trời. Cao lên. Đó. Con lên không? Đấy. Rồi. Thấy bước đau không? Bác cứ tự tin bước đi nha. Rồi mọi người thả ra, không giữ nữa, không giữ nữa. Không giữ để cho bác đi một mình. Bác đi đi bác. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.